Rau lang hay còn gọi là rau khoai là một thần dược đó các bạn. Thì Trung Quốc xem là thần dược, tuy nhiên người Việt chắc có lẽ quên mất rồi. Và chị cho rằng đây là loại rau ăn chống đói ngày xưa thôi. Nhưng trong khuôn khổ ngày hôm nay tôi không thể nói hết được cái công dụng của rau lang. Vì vậy tôi sẽ để dưới công dụng của nó dưới phần mô tả nhé. Các bạn cùng xem nhé. Và trong khuôn khổ clip ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn món rau lang xào tỏi. Làm được món rau lang xào tỏi xanh, tròn và ngon, chúng ta cần các nguyên liệu. Thứ nhất là rau lang. Đây, 700g rau lang tôi đã làm sạch, rửa sạch rồi các bạn hái trong vườn nhà thôi. Thứ hai là tỏi này. 100g tỏi đập giật như thế này thôi, chúng ta không cần băm nhỏ đâu, đập giật ra. 3 quả ớt. Chúng ta cần một thìa dầu hào phở này. Muối thì mì chính. Đấy, muối thì các bạn cần khoảng là 5g, mì chính thì 10g. Thì vì tí nữa chúng ta đã luộc qua rau lang thì chúng ta đã bỏ muối rồi, do đó chúng ta không cần nhiều đâu. Và bây giờ chúng ta mời các bạn cùng tôi đi làm món rau lang xào tỏi nhé. Đầu tiên chúng ta nấu nước sôi lên, cho vào thìa muối các bạn, cho vào thìa muối. Cho muối vào thì rau nó sẽ xanh. Các bạn nhớ là nhiều nước lên thì cho rau nó ngập dưới nước. Sau đó nước sôi chúng ta cho rau vào. Chúng ta cho rau vào, rau nó phải ngập dưới nước thì nó mới xanh được. Đấy, rau phải ngập hết dưới nước nhá. Và chúng ta để cho rau nó hơi nước hơi sủi lại là được. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ gắp rau ra. Gắp rau ra, tuy nhiên chúng ta gắp rau ra các bạn để ngay vào một cái chậu nước đá nhé, càng nhiều đá càng tốt. Nóng gặp lạnh thì rau nó sẽ rất xanh và nó giòn. Đấy. Các bạn thấy không, rau rất xanh. Nhiều người bảo sao thì đừng có luộc vì nó mất chất. Không, rau khoai chúng ta cứ luộc. Và tí nữa chúng ta cho thêm một tí muối, tí mì chính và cho thêm một chút chanh vào nữa là chúng ta có luôn canh. Lấy cái nước luộc rau khoai làm canh luôn nhá. Sau khi chúng ta ngâm một lúc xong thì chúng ta sẽ vớt nó ra. Đã để cho nó ráo nước các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xào. Chảo nóng rồi chúng ta cho dầu vào. Chúng ta cho khoảng 2 thìa ăn phở dầu đấy các bạn. Tí nữa chúng ta cho dầu hàng nữa. Chảo sôi chúng ta cho tỏi vào. Chúng ta cho 100g tỏi thì các bạn chỉ cho 50g vào thôi. Còn để 50g lúc nào gần chín chúng ta cho vào. Ok, nó vàng thì cái này chúng ta cho rau vào. Đảo nhanh tay. Ta đảo nhanh tay lên. Chúng ta cho muối vào, 5g muối nhé, 5g muối này, 5 đến 10g mì chính thì các bạn, 2 quả ớt chúng ta cắt ra, 1 thìa ăn phở dầu hào, 1 thìa đảo lên. Ta đảo đều lên. Chúng ta cho số tỏi còn lại vào. Mình không phải là đầu bếp các bạn nhé. Mình chỉ là người yêu thích nấu ăn và mình chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn thấy video clip của mình thử cho các bạn thì hãy đăng ký chia sẻ và ủng hộ mình. Còn bạn nào có cách làm ngon và hay hơn thì hãy chia sẻ ở dưới. Mình
chân thành cảm ơn. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong rồi đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho ra đĩa nhé. Ta sẽ cho ra đĩa các bạn. Như vậy món rau khoai xào tỏi của chúng ta đến đây đã thành công rồi. Chúc quý vị và các bạn làm thành công. Nếu quý vị và các bạn thấy hữu ích hãy đăng ký chia sẻ ủng hộ cho mình thật nhiều. Tùng Ngọc Lạc chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn.